Ôi, xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm đất các bạn ơi. Hiện tại giờ đang lấy đất nè, lên xe máy cày để chở về. Mình lấy đất này mình trồng trọt các bạn. Còn đất mà mình đã cày, mình xới lên á, mình để trồng cây nha các bạn. Trồng cây ăn trái các bạn. Trồng mít, sồi, ổi nè, sầu riêng nè, các loại các bạn. Mình đang cải thiện đất. Đất này đem về trồng. Còn phần đất mà mình đã san bằng á, mình sẽ trồng các loại cây luôn. Nhà mình trồng các loại cây luôn các bạn. Thèm cái nào trồng cây đó. Thèm mít trồng mít, thèm xài trồng xài, thèm bưởi trồng bưởi. Nói chung là trồng các loại cây các bạn. Wow, trời ơi, nhiều quá, quá trời đất luôn. Wow. Bụi quá mấy bạn ơi. Tuyệt vời, quá hay luôn. Wow. Hay quá. Wow. Chỉ có 4 gạo thôi mà đã đầy xe rồi các bạn, hay quá đi. Tuyệt vời. Hay quá các bạn. Oh, tuyệt vời. Hay quá là hay. Rồi. Wow. Lên dốc luôn. Lên dốc luôn. Lên luôn. Hay quá các bạn. Cài mạnh quá đi. Wow, tuyệt vời, hay thiệt là hay. Hay quá.